Trước khi xem video này, bạn đừng quên bấm nút đăng ký kênh và sau đó bấm vào biểu tượng chuông để theo dõi những video mới nhất trên PMT Doctor. PMT Doctor xin chào bạn thân mến. Sinh mổ bao lâu thì đặt vòng được là quan tâm của rất nhiều chị em phụ nữ. Câu hỏi đến từ bạn Ánh Dương tại thành phố Hồ Chí Minh. Chào bác sĩ cho em hỏi sau khi sinh mổ bao lâu thì có thể đặt vòng tránh thai. Em đẻ mổ gần 5 tháng rồi. Ngay tháng đầu sau khi sinh là em đã có kinh nguyệt trở lại nên muốn đặt vòng để tránh thai. PMT Doctor xin trả lời bạn như sau. Về thời điểm đặt vòng tránh thai, lý tưởng nhất là vào ngày thứ 3 hoặc thứ 4 của kỳ đèn đỏ. Các mẹ cần lưu ý không nên đặt vòng tránh thai ngay sau sinh nở. Hãy chờ cho tử cung được phục hồi và trở lại kích thước bình thường. Nếu không, khi cổ tử cung còn mở hoặc giãn rộng thì vòng tránh thai có thể bị rơi, tuột ra ngoài. Và nên đặt vòng tránh thai trong khoảng 2 đến 3 tháng sau sinh, lâu hơn càng tốt. Nếu sinh mổ nên chờ 6 tháng mới đặt. Trước khi đặt vòng, bạn cần được khám phụ khoa để nếu có viêm nhiễm thì chữa cho khỏi trước. Nếu trong thời gian mang vòng mà thấy có triệu chứng viêm nhiễm như dịch âm đạo vàng, xanh, da nhiều, có mùi hôi khó chịu, âm hộ ngứa ngáy thì bạn hãy đi khám ngay để được chữa trị. Khi điều trị, các cán bộ y tế có thể tạm tháo vòng. Trong thời gian đó, bạn hãy sử dụng một biện pháp tránh thai khác. Vòng tránh thai là một dụng cụ nhỏ bằng nhựa được đặt vào tử cung. Hiện nay thì có rất nhiều loại vòng tránh thai với những hình dáng khác nhau như là vòng chữ S, hình chữ T, hình cánh cung, có quấn đồng. Thông dụng hiện nay nhất là vòng hình chữ T và hình cánh cung, có quấn đồng. Về cơ chế tránh thai của vòng tránh thai. Đặt vòng tránh thai là phương pháp ngừa thai thông dụng được rất nhiều chị em phụ nữ tin tưởng lựa chọn. Hiệu quả tránh thai của vòng tránh thai lên đến 99%, có thể kéo dài 5 năm đến 10 năm. Dụng cụ tương đối bền, thoải mái, dễ sử dụng và không tốn kém, ít khi gây ra tác dụng phụ. Vòng tránh thai có tác dụng ngăn không cho tinh trùng gặp trứng, cũng như ngăn trứng làm tổ trong tử cung để phát triển thành bào thai. Ngoài ra thì vòng tránh thai còn có những ưu điểm rõ rệt như làm giảm lượng mất máu khi hành kinh, giảm đau bụng kinh, giảm xuất hiện và phát triển u xơ tử cung, một hiệu quả đáng có được nhờ tác dụng của progesterone giảm nguy cơ viêm buồng chậu. Phương pháp tránh thai bằng cách đặt vòng thì không ảnh hưởng gì đến quá trình giao hợp giữa vợ và chồng cả. Tuy có những lợi ích thiết thực nhưng không phải ai cũng có thể sử dụng biện pháp này. Nếu sử dụng không đúng cách, không theo hướng dẫn có thể sẽ gây họa cho người phụ nữ. Nhược điểm lớn nhất của vòng tránh thai là nguy cơ viêm nhiễm buồng chậu, hiếm muộn, thai ngoài tử cung và tụt vòng. Mặc dù vòng tránh thai có tác dụng tốt để ngăn cản thai trong tử cung, nhưng nếu một người đang đặt vòng tránh thai mà mang thai thì khả năng thai ngoài tử cung sẽ cao hơn so với người không áp dụng biện pháp tránh thai nào. Ngoài ra, những chị em đặt vòng tránh thai nếu để quá lâu so với thời hạn quy định của bác sĩ và nhà sản xuất thì sẽ có những nguy cơ như vòng gãy và xuyên thủng cơ tử cung, nguy cơ dính thai vì hiệu quả tránh thai của vòng hết hạn thì sẽ giảm đi hoặc không còn. Phụ nữ sau khi đặt vòng tránh thai thấy đau bụng ngày càng nhiều, cảm giác đau nhói khi ấn vào bụng, ra huyết âm đạo nhiều và kéo dài. Ngoài ra kèm theo các dấu hiệu khác như sốt, tiểu gắt, tiểu buốt, khi quan hệ thấy đau thì cần đến bác sĩ khám và kiểm tra ngay. Chắc hẳn những thông tin trên cũng khá đầy đủ cho bạn rồi. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi, tin tưởng và đồng hành cùng với PMT Doctor. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.